Diễn lúc máy rồi, mình tu mình nhở? La 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 la. 1 2 3, 1 2 3, lúa lúa mít chi, 1 2 3. Bảo tao bảo tao. Các bạn nào chưa được không nhỉ? Còn lớp bên kia nữa. Anh Hiểu ơi, review cái áo của anh đi. Giữ nguyên hiện trường. Po. Po, không phủi. Không phủi. Đây. Đây đó. Đi sau là đúng là một sai lầm. Ôi giời ơi. Mày ơi. Taco. Thôi đi đi đi. Ông cái tài sẽ nắng là chúng năm. Khỏe không? Bình thường. Nước có chưa? Có rồi, khỏe. Nếu thôi. Mua được củ phát à, củ bơm thì bơm về phải bãi. À, rồi. Thôi đi. Người chơi nào? Đi xa, xa, đi xa. Đi xa đi kìa. Con đen, con đen. Con đen. À, máy là một lái xe ô tô này. Phải nói là rất là vất vả. Đấy, tại vì sao lại phải gọi tất cả các anh ở đây? Bởi vì mọi người thấy này, thật sự là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với anh em mình. Không phải cái hành trình đi thiện nguyện nào cũng để trả màu hồng hay là đều là dễ dàng cả. Mà phần lớn ở vùng cao này thì cái hành trình đi thì nó bụi bặm, nó là một cái chuyện sóc, rồi là trơn trượt ngã, rồi là rất là nhiều những cái câu chuyện. Bây giờ thì bà con đang dần dần lên để di chuyển hết một xe ben đồ như thế này xuống tập kết ở điểm trường. Đấy. Và chút nữa thì cháu Hiệp sẽ chia sẻ là món quà này là của anh chị nào, của nhà hảo tâm nào gửi tới bà con. Anh em mình sẽ có cái sự chủ động để liên hệ với chính quyền, liên hệ với bà con ở thôn nào đó để phát mọi người nhé. Đấy. Anh Tuyên có điều gì chia sẻ với khán giả của Thắng Giác Mạch không? Hết nước chấm. Hết nước chấm rồi. Trần Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể của chú anh chị khán giả đang theo dõi chương trình của ba anh em. Hôm nay thì được đồng hành với nhau cũng là một cái kỷ niệm thật sự rất là vui các bác ạ. Vui bởi vì là những món quà đến với bà con như thế này thì thật sự là anh em là cầu nối, thì cho dù vất vả như thế nào hay là có những cái khó khăn nào thì anh em vẫn luôn luôn cố gắng để vượt qua, đưa đến tận tay bà con để bà con trực tiếp được sử dụng. Cảm ơn em Hiệp và anh Nông. Cảm ơn em Hiệp và khán giả, cô chú anh chị đã tài trợ chương trình cho tất cả anh em đi làm. Hỗ trợ nhau là chủ yếu. Đi trao thì bà con được vui, thì anh em cũng vui. Cũng muốn nghe tâm sự từ anh An Nông một chút, bởi vì là anh em mình đều liên hệ với nhau để đến với một thôn nào đó mà ít đón nhận được những cái tấm lòng, những cái tình cảm của anh chị trong mọi miền Tổ quốc. Thế nên hôm nay một lần nữa tình cảm dành cho một bản rất là xa của xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Cháu cũng xin mến chào quý cô bác ở trên kênh Em Hiệp Tham Giác Mạch cũng như Hoa của Núi. Thì cũng hôm nay thật sự là cũng một ngày rất là vui là được em Hiệp với lại em Tuyên nữa đi vào trong cái địa bàn của xã Ngọc Long, địa bàn của cháu An Nông ấy, để
chuyển cái quà của cô chú nhà hảo tâm gửi đến bà con rất là vui. Thì thật ra hôm nay đi thì cũng không muốn là làm phiền cho bà con đến để hộ vận chuyển cái hàng ở trên xe xuống đâu. Tuy nhiên thì cái đường đi vào không vào nổi nên là cụt rồi, đường cụt rồi nên là cũng làm phiền bà con một chút. Đấy, cũng mong muốn là không mong là có làm phiền bà con như này thế kia đâu các bác ạ, bởi vì là đi làm thiện nguyện là cũng chỉ muốn là mình chuyển đến bà con thì lấy ý nghĩa đến tận tay. Bây giờ là anh em sẽ chỉ thấy ở đây là hình ảnh âm thịnh thôi nhỉ, dương hơi suy. Đấy, chỉ thấy bà con thôi. Chí mua anh nhỉ, tôi chí mua là chào mọi người nhá. Vâng. Chở thôi anh. Chở thôi, đang giúp đồ. Cháu ơi, cứ bay cái cảnh lấy đồ nhé. Thì nó học đâu? Ừ. Mỗi cứ thôi, ở trong lớp kia kìa. Hai người, bốn lớp. Ở đây cả trường học cả mầm non à chị? Đây, có cái gì đồng viên cô giáo và cô giáo không? Có cái gì đồng viên... Có con người. Chỉ là một tuần đi lại một lần thôi à? Ngày nào cũng đi. Ngày nào đi. Nhà chị là ở Long Long. Chị treo thôi. Ở lại đây thôi. Nhà Long Long nhưng mà. Vợ em mà đi dạy như thế này em chỉ cho ở nhà thôi. Chỉ ở nhà đun bếp sau đuôi con mèo thôi. Không phải làm gì hết. Thế sướng quá. À, đang khiêng lợn đấy à. Đây. Ừ. Phải thế. Quay ở sao bay đâu cái lá cờ Tổ quốc nhiều vào nhé. Cái điểm rất là hay. Ở đây có tổng bao nhiêu học sinh nhỉ chị? Tổng. Sao đấy nhỉ? Không biết. Đến trăm không? Gần đấy. Và do anh em là hôm nay là không tốt xa nhưng mà cũng xa gọi là đúng cái tên của nó cũng xa nhất Hà Lan thông bản nhất thì cũng tốt xa cũng xa nhất trung tâm xã khoảng 22 cây từ trung tâm xã và bà con nhân dân thì cũng rất là sống thì giải rác giải rác vâng. Anh là cán bộ phụ trách thôn này ở đây thì là thôn cuối cùng chưa hay là vẫn còn đi thôn nữa không? Ở đây thì thôn cuối cùng ở đây là bên này là dốc Nghiêm Sơn của Miêu Vọng. À, dốc Nghiêm Sơn là dốc anh luôn. Ôi ôi chỉ có là anh luôn. À thật. Sao mà? Đúng kỳ tàn. Xã Thường Long có hai thôn tên là Sa, Cốc Sa với cái gì Sa và Sa. Phán Sa là Quảng Sa. Quảng Sa là gần. Đây là Sa SC chứ không phải Sa XC. Đây là XC. Đây là XC à? XC. Ô, thế này đúng là xa thật rồi. Xa thân quá. Đây là có bao nhiêu học sinh đang học ở đây ạ? Này thì bạn có giáo chứ giáo viên mới biết. Lớp em có ba mặt còn lớp kia hai lớp ba mấy nhiêu cả. Đông đấy, nó thì ở đây con. Vừa rồi thì tập trung lên đến để vừa rồi thì có hai chị giáo viên thì đang chuyển đi sang cái phòng khác thì hiện nay là đang cất bước vào hai giáo viên đây là phải đợi lâu ghép đấy nhỉ. Ôi được đấy,
trưởng thôn này. Trưởng thôn nó phải thế anh nhỉ. Đây là phòng nghỉ của giáo viên rồi. Đây là phòng lưu trú của các đồng chí giáo viên. Phòng của thầy giáo ở bên kia thôi. Phòng này bên đây là phòng của em. Thôi sao hai hai phòng đấy. Phòng này trống rồi. Phòng này trước hai thầy kia ở, bây giờ trống. Trước là em cũng công tác ở xã này, ở trường tiểu học Ngọc Long, mà em dạy ở bên Phinh Kiền. Ở kia thì gần hơn. Nhìn thấy con pen. Em dạy cái thầy năm em dạy thì năm 2012, 2013 thì cái thời điểm đấy là đường chưa làm, đường đi vào trong bản Lè là chưa làm đâu, còn đi đường tắt đi qua Nà Nghè đi lên ấy. Đấy. Đấy, lâu lắm rồi. Rồi, năm 2012 em bỏ từ 2014 là em không làm nữa. Đến lúc mà anh em sữa đâu rồi? Quay đi, bao giờ các giáo viên nghỉ thì mình bắt đầu mình làm. Cô chưa nghỉ thôi đúng không? Cô nghỉ ngơi đi. Tặng quà cho các cháu nhỏ và có cả cho em ơi, anh em học sinh. Nó có kìa, lấy chiếc của hồng. Kìa. Kìa. Nó dậy á. Nó có nè. Mà tình cái chưa có. Nó sao đi em ơi. Con này dở ha. Anh trưởng thôn ơi, anh về đây giúp hỗ trợ anh Hiệp một tí. Hỗ em tí. Anh hỗ trợ em tí. Nặng quá. Mới của anh lục 6, mình để góc lục 6. Còn của đoàn ra nước ngoài mình để đúng không? Chú ơi, chú cháu dắt con xe này ra ngoài kia một tí. Vướng quá, sân bá hẹp rồi, xe máy nữa. Đây, cái đống này là mình sẽ đổ ra đây luôn. Bây giờ bỏ ra hết xong bắt đầu mới đổ. Nhưng mà anh nghĩ là thế này, theo anh thì cái đổ thì phát sau. Còn cái phát này thì phát trước. Phát nào ấm trước. Còn đổ thì để bà con lựa. Ai thích cái nào thì lựa chọn cái đó. Trong khi chờ học sinh thì bây giờ học sinh chưa nghỉ thì phát nghỉ ấm trước nhỉ. Anh chở thôn cho được. Được vào cho em mềm mấy. Các bác nhận quà, các bác đứng ở dưới giúp cháu nhé. Vâng, để cháu bao nhiêu cái áo? Bao nhiêu cái áo ấm à? Áo ấm thoải mái 160 cái. Nhưng mà có mặt ai mình phát hết đáng. Đấy. Nhưng mà anh trưởng thôn anh có một yêu cầu nhỏ là muốn phát theo danh sách không? À, phát theo danh sách à? Nhất trí rồi. Rồi, nhất trí. Lấy anh còn theo lõi ấy. Đây. Cứ theo danh sách là tất cả gọi đến tên ai thì đến của nhóm anh có những chỉ và đã mới hết. Cái hộ gia đình ấy mình đang bắt được là bao nhiêu người trưởng thành để mình phát cho đủ. Thế các anh xuống bên dưới giúp em với ạ. Đó là em sẽ theo cái danh sách của anh là để gửi về gia đình cho từng người. Được không ạ? Được. Tại vì là bây giờ có những nhà không đến thì mình đi theo danh sách thì lại đợi thì nó cũng mất thời gian quá. Đặc thù là bà con ở đây một số đi làm ăn xa, còn một số thì đang đi làm giấy tờ căn cước nên là hôm nay là hơi vắng một chút. Nhưng mà không sao. Thế cũng được. Bây giờ là phát cho những người đến đã. Sau đó là mình sẽ... ghi danh sách của thôn ấy, ghi danh sách của thôn ấy. Bây giờ phát luôn. Cái này phát ra nên mình cứ ghi tên vào đấy. Bác ơi, bác đi xuống dưới này đi để các cháu làm việc, các bác xuống dưới này nhận quà giúp cháu với. Đấy, ông xuống dưới này nhé. Anh ơi, anh trưởng thôn giúp em một tí.
Mọi người nhận áo mặc luôn cũng được, cho nó đẹp nhá, không có vấn đề gì cả. Hôm nay thì cái số lượng quà chủ yếu là mới 100%. Hả? Nhỏ quá hả? Nhỏ thì mình sẽ dành cho người nhỏ. Rồi. Đây có cơ lớn này, anh ơi. À, không phải đâu. Chúng là áo người lớn đấy, nhưng mà nó là to to tiến lên đây tiến được, tiến lên có cái như này tiến được đấy, đúng rồi đấy đấy. Như thế. Đó. Đi nữa mọi người sẽ có sự trao đổi với nhau, đúng không? Đấy. Tiêm một vòng đấy, anh em tiêm một lượng. Vâng. Hôm nay chúng ta liên quan tránh tình trạng này. Để những cái mẫu này là bảo vệ môi trường là sạch sẽ vừa không khi mà không bị bớt linh tinh á, như thế này đẹp. Cứ mặc luôn, nhưng mà đừng có vứt rác ra đây nhá. Cái bóng này tí nữa là mang về. Nhân là có tổ chức là ngày 25. Tổ chức là từ liên quan. Ừ. Nhân dân thì nó có. Bà con cứ đi phải là áo, người lớn thì ba là cái Đúng rồi.
Sáu chi đi, sáu chi để nhà ba. Đấy, đi làm là phải công tác như thế này. Mình phải có người hỗ trợ, đặc biệt là những người đứng đầu thôn. Hỗ trợ cho đội vào đầu đi. Các bạn đội vào đầu đi. Đẹp phết đấy nhỉ. Và mũ TGM. Ủa dạ, cái tôm mòn tôm là cái chèm con ấy. Mới đứng ở bên trên. Các bạn đội vào nhá. Bạn này được chưa? Hiệp ơi. Cái bàn kia à đường. Nó lại chưa có hả? Bạn nào chưa được không? Chưa tao nhé. Không. Các bạn đứng để chụp một kiểu ảnh nhá. Một sáu nó thay luôn. Một sáu nó chuẩn giả đó. Ra để chú đứng gần các bạn nào. Chú của nó đây, chú của quê mất chú pha đây cho dùng nát đó. Dìa lũ máy ồ. Chưa là lũ máy. Dìa lũ máy ồ. Mình tu mình nhở. La. 1, 2, 3. 1, 2, 3, lúa mít chi. 1, 2, 3. Bảo tao. Các bạn nào chưa được không nhỉ? Còn lớp bên kia nữa. Tụi kìa nhá. Cô giáo ơi, bánh kẹo thì phải nhờ cô giáo rồi, không thể nào mình sẻ đâu đi tranh nhau. Thì à, bánh kẹo với sữa cùng em nhé. Không là à, còn ba lô nữa. Ba lô cảm giác nữa. Hát rồi mình cắt rồi. Ngô này. Phát lên đi anh. Phát lên đi. Hả? Ừ, anh cứ mang ra đi rồi ơi. Cái kéo nó cầm nó có đưa cho ai đâu. Anh hiểu ơi, kéo anh đâu? Hả? Cái kéo đâu, cắt đi. Cho bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cháu nhớ chụp ảnh nhé. Ừ. Ôi dạ, ôi dạ. Mới xài, mới xài à? Đi xài, đúng không? Đúng rồi. Anh ơi bảo hả? Còn lùi lại một tí, bảo bọn này lùi lại một tí. Đây, lùi lại một tí, đấy. Đó, là tà lọ. Thế nào, chú bé nhá. Chú bé nhá. Thì nó bút thả hả? Chú ơi. Anh Hiệp ơi. Từ 1-2 bạn. Ok. Ừ chưa, bạn nào chưa có cầm giơ tay. Bạn nào chưa có giơ tay. Từ trên tàu mua cũng cầm mà giơ tay nào. Món quà của chị Hương, chị Hồng Nguyễn là những cái cặp ba lô chống nước rất là tuyệt vời. Vâng, ok. Quà còn khóc. Khóc vì nhiều quà quá.